Hi, Vịnh miền Tây mến chào quý cô chú. Thì chiều nay Vịnh đến chùa Sà Luân, tức là chùa Chấn Kiểu nha cả nhà. Thì Vịnh đến đây để ghi cận cảnh hơn nghe ngô của chùa Sà Luân như thế nào nha. Thì năm nay đã chuẩn bị đến đâu rồi? Thì Vịnh là nói rằng là ghe của Sà Luân đã được hạ thị vừa rồi, thì được cao 1-2 ngày đó, rồi sau đó kéo ghe lên để dự cất trong nhà ghe nha. Thì nào, bây giờ chúng ta cùng đến nhà ghe để coi như thế nào. Ghe đã được chuẩn bị và sẵn sàng gì chưa? Thì trong mùa giải sắp tới năm 2024 này bây giờ diễn ra, thì ghe của chùa Sà Luân hầu như là được 3-4 chiếc rồi cả nhà, 3 chiếc năm rồi. Thì năm nay cũng mới đóng lại là chiếc ghe mới. Thì Vịnh cũng vừa rồi thì cũng đến để chia sẻ cho tất cả quý cô chú mình xem rồi. Thì ghe ngô của chùa Sà Luân thì xài cần câu bằng chà bóng vàng á. Nào, bây giờ chúng ta cùng bước đến nhà ghe nha. Rồi cả nhà ơi, thì hiện giờ thì Vịnh đang bước tới nhà ghe để như là ghi hình ảnh của chiếc ghe ngô của chùa Sà Luân đó. Thì năm rồi nhà chùa cũng bơi được giải ba của năm vừa rồi. Thì năm nay thì nhà chùa cũng đầu tư được chiếc ghe mới đó. Đây là chiếc ghe đầu tiên nhất các nhà. Đây. Thì nhà chùa cũng đã quyết thống mà đóng được chiếc ghe ngô mới. Thì năm nay cũng tranh thủ cho mùa giải festival năm 2024 sắp tới diễn ra, thì trên xuất căng nha đó. Thì ghe cũng đã đóng xong rồi, cũng mới rồi cũng hạ được một lần để thử tốc độ của ghe như thế nào. Thì ghe đã thử như đi như là vài vòng đó, 2 vòng gì đó, rồi xong sau đó thì đưa ghe lên bờ đó. Bây giờ thì đang ở trong nhà ghe nha cả nhà. Thì chuyến rồi thì Vịnh có vô đi ghi toàn cảnh cho cái nhà xem, và cũng phỏng vấn chú nói là cái cần câu này là của chạm bông vàng, nhưng mà mình cũng không biết được nha, tại vì là đã sơn rồi mình không có nhìn rõ ha. Bây giờ mình không biết là hiện tại là xài cần câu gì nha đó. Hiện tại thì thấy là cái hai cần câu đang cột trong trong ghe, nhưng mà mình không biết là cái cần câu đó là cần câu của cái gì. Cái đợt rồi vừa đóng xong thì chú kể là cần câu này là làm bằng chà bông vàng, nhưng mà mình không biết là thật hay là giả gì, mình cũng không biết nha. Còn nói về chà bông vàng thì ít ai xài đó, nhưng mà so với ghe bên đây thì chú có nói là đây là chà bông vàng, nhưng mà mình không có khẳng định được nha. Thì ghe ngô của chùa Sà Luân thì năm rồi cũng đạt được hạng 3 đó. Đây là chiếc ghe năm rồi đã đạt được mùa giải năm 2023 thì được giải ba nha cả nhà. Đây thì chiếc ghe này nha. Đó. Còn chiếc ở đây thì mới đóng. Đó, chiếc ở đây thì mới đóng. Chiếc mới đóng thì cũng cách đây vài ngày trước á, thì cũng có hạ thị xuống để thử test coi ghe
đi tốc độ như thế nào. Đó, nói về ga thì Slow và Bangkok cũng hạ thị rất là sớm, tại vì ga mới hạ thị rất là sớm, nhưng mà hạ thị coi test của ga đi tốc độ của ga như thế nào nha. Còn test xong thì đem đem giữ cất trong nhà ga. Đó, đây là bảo quản cho ga, đừng để nắng mưa nha, thì để trong ga thế rồi. Thì sau khi test xong thì nhà chùa cũng đã rửa xong rồi đem ga lên để làm cho khô ga, thì sau đó mới là kéo lên để trong nhà ga. Đó, để trong nhà ga xong bây giờ tới khoảng tầm cách 4-5 ngày gì đó tới thì ga đã được đóng, thì do thợ của nhà chùa đóng luôn ha, chứ không có như là kêu bên nghệ nhân khác đóng, thì do thợ của chùa đóng. Đó, ga đã như là lên hoa văn rất là đẹp nhé cả nhà, quá đẹp rồi. Nói về hoa văn của ga của chùa Solo rất là đẹp đó, màu lây là cầm xanh nha, hồng xanh rất là nổi nhé cả nhà, nhìn thấy rất là đẹp đó. Đây là phần mũi ga nha, mũi ga của chùa Solo. Còn đây thì rồng vàng vàng đỏ nha. Đó, hiện giờ thì thợ đang lấy ra dọn dẹp và sắp xếp nha. Để chuẩn bị như là cho mùa giải sắp tới đó, thì sắp xếp cho gọn gàng để sau đó thì tới ngày làm lễ thì có đồ sẵn nha. Thì nãy giờ thì thợ đang như là sửa bóng đèn, và đó là thợ sửa bóng đèn để đốt đèn để cho sáng. Rồi, cái nhà nhìn thấy ghe đóng đợt này thì rất là nhỏ gọn nha. Mình thử đo thì có lẽ là khoảng tầm một bề ngang tầm là khoảng cỡ 1m3 độ xuống cả nhà. Đã nhìn thấy ghe cũng nhỏ gọn nha. Đó, rất thoáng. Còn chiều dài cũng bằng nhau. Hình như là ghe bên đây dài hơn tí nha. Đó, ghe mới này dài hơn tí. Rồi bây giờ thì Vĩnh đi như là chụp từ trên xuống dưới để cho cả nhà mình xem là cái thân ga và cái phần đuôi ga như thế nào nha. Đó, sau đó thì Vĩnh sẽ bước ra ngoài. Đó, thì nhà chùa cũng sắp xếp cho kỹ sư và các anh thợ đang như là sửa bóng đèn, sư đang rửa như là rửa xăng về tí xíu là đóng cửa nha, không cho ai vào nữa ha cả nhà. Đây, thì Vĩnh qua đây cũng rất là may, rất may mới được sư mở cửa xong rồi mới Vĩnh mới có xin được vào. Đó,
Thì nói chung thì khi Hà Thị xong thì đóng cửa khóa lại nha, chặt chẽ lắm nha cả nhà. Thì nói là cho sư rửa hết như là phần nhà ghe và cái phần cái nền nó rửa cho sạch sẽ luôn, đang sạch nha. Rồi thì cái nhà ơi, thì Vĩnh cũng xin khép lại video tại đây nha. Thì Vĩnh cũng kính chúc cho toàn thể và toàn các anh em vận động viên như là năm nay đôi đạt được thành công trong mùa giải Festival năm 2024 sắp diễn ra ha. Thì giờ Vĩnh cũng kính chúc cho các anh em một ngày mới thật là nhiều may mắn và tràn đầy hạnh phúc. Giờ Vĩnh cũng xin khép lại video nha. Thank you.